Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Phim. Các bạn thân mến, hiện nay thì bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát vẫn đang được cập nhật và tình tiết ngày càng khiến cho khán giả yêu thích nhiều hơn. Có thể nói rằng đây là bộ phim cổ trang Trung Quốc hot nhất nhì thời điểm hiện tại. Tuy nhiên mới đây, có một thông tin tố cáo bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đã lợi dụng sự nổi tiếng của Hương Mật Tựa Khói Xương gây ra rất nhiều tranh cãi. Và cụ thể thông tin này như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Với tình hình hiện tại, có thể thấy rằng Lưu Ly Mỹ Nhân Sát không hề kém cạnh so với bom tấn Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa 2017 của Dương Mịch và cả Hương Mật Tựa Khói Xương 2018 của Dương Tử. Sự thực thì đứng trên góc độ một bộ phim tiên hiệp, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát quả thực là bộ phim đáng xem. Sau khi phát sóng, nhiều cư dân mạng chưa hiểu rõ về nội dung cốt truyện đã bình luận rằng Lưu Ly Mỹ Nhân Sát lợi dụng sự nổi tiếng của Hương Mật Tựa Khói Xương. Bởi vì cả hai bộ phim này đều có những tình tiết khá giống nhau, đặc biệt là cách xây dựng nhân vật nữ chính gần như đều cùng một mô típ. Tuy nhiên, fan nguyên tác chắc chắn biết rõ rằng hai tác phẩm này có thời gian ra đời khá sát nhau, chẳng qua chỉ là một tác phẩm được chuyển thể trước mà thôi. Trở lại với cách xây dựng nhân vật nữ chính cẩm mịch trong Hương Mật Tựa Khói Xương vừa ra đời đã bị hòa thần cho ăn vấn đan, khiến nàng không động lòng yêu bất kỳ ai. Thêm vào đó, nàng cũng không nhìn thấu được rốt cuộc tình yêu là gì. Cho nên, khi nam chính Húc Phượng gặp nàng, nàng luôn đối xử tốt với hắn. Dần dần sự lương thiện ngây thơ của nàng cũng thu hút hắn khiến hắn yêu nàng. Nhưng mối quan hệ giữa cặp đôi này lại vô cùng éo le. Húc Phượng là con trai thiên đế và có một vị mẫu thân lòng dạ thâm độc. Còn Cầm Mịch là con gái hoa thần, người tình cũ của thiên đế. Còn người anh cùng cha khác mẹ của Húc Phượng Nhuận Ngọc là người có hôn ước với Cầm Mịch từ khi cả hai còn chưa ra đời. Mối quan hệ giữa cả ba nhân vật chính như một mớ bòng bong và cốt truyện phim cũng được mở rộng từ đây. Quá trình này khá ngược tâm, nhất là khi Cẩm Mịch cho rằng Húc Phượng là kẻ thù giết cha mình. Nàng đã dựng bẫy, lợi dụng tình yêu và sự tín nhiệm của Húc Phượng để ra tay với hắn. Có lẽ đây chính là cảnh ngược tâm nhất trong phim, nam chính bị nữ chính làm cho hồn bay phách lạc. Sau khi trùng sinh thì trở thành ma quân và bắt đầu hàng loạt các hành vi ngược nữ chính. Tuy nhiên cuối cùng phim vẫn mang lại cho khán giả một cái kết ngọt ngào. So với Hương Mật Tựa Khói Xương thì Lưu Ly còn ngược tâm hơn. Phim mới bắt đầu vài tập thì nam chính đã bị ngược tả tơi. Nhiều khán giả còn bình luận rằng cảnh Tư Phượng Thành Nghị nôn ra máu dường như đã quá quen thuộc. Trong tình yêu, kẻ động lòng trước chính là kẻ thua cuộc. Câu nói này quả thực không sai chút nào. Nữ chính chịu toàn cơ Viên Băng Nghiên từ khi sinh ra đã không có trái tim, nàng thậm chí còn không biết khóc. Một nhân vật như thế này căn bản không hề có một chút tình cảm nào. Trừ toàn cơ cũng không biết phân biệt tình cảm, nàng vốn chỉ nghĩ rằng người nàng muốn gặp sẽ là người nàng thích. Bởi vậy nên ngay từ khi bắt đầu câu chuyện, nàng đã nhầm rằng Lục Sư Huynh mới là người nàng thích. Nhưng điều đó nàng không hề hay biết, đó chính là trong quá trình tiếp xúc với nàng, Tư Phượng đã bị hấp dẫn bởi sự lương thiện của nàng, và dần dần nàng đã cướp đi trái tim của hắn lúc nào không hay. Với địa vị của mình, đáng lẽ Tư Phượng phải tuyệt tình tuyệt ái, nhưng vì nữ chính, hắn tình nguyện chịu phạt. Khi nghe thấy nữ chính thừa nhận nàng thích Trung Mẫn Ngôn, hắn hạ quyết tâm quên nữ chính và đeo mặt nạ lời nguyền. Sau 4 năm gặp lại, tuy không còn dịu dàng với Trừ Toàn Cơ như trước nữa, nhưng hắn vẫn luôn bị rung động bởi nhất cử nhất động của nàng. Lần gặp lại này cũng xóa bỏ những hiểu lầm giữa hai người. Tư Phượng lại một lần nữa đi theo tiếng lòng của mình, hắn dành hết tình cảm của mình cho Toàn Cơ. Về sau vì muốn an ủi Trung Mẫn Ngôn, Toàn Cơ nói rằng tự nguyện gả cho anh ta. Câu nói này một lần nữa lại bị Tư Phượng nghe được, và trái tim hắn lại thêm một lần nữa vỡ vụn. Không thể không thừa nhận rằng, so với Hương Mật Tựa Khói Xương, rõ ràng Lưu Ly ngược tâm hơn rất nhiều. Cách phát triển cốt truyện khiến khán giả hoàn toàn không đoán trước được nội dung tiếp theo sẽ như thế nào. Và đây cũng chính là điểm thành công của Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Hơn nữa, vấn đề khúc mắc lớn nhất của bộ phim này chính là thân phận thật sự của Trừ Toàn Cơ. Thân phận của Trừ Toàn Cơ khó đoán hơn rất nhiều so với thân phận của Cẩm Mịch. Ở các tập tiếp theo, thân phận yêu tộc của Tư Phượng được công khai. Hắn cũng từng bước bị ép trở thành ma tôn và không thể tránh khỏi một trận quyết chiến với nữ chính. Còn nữ chính đời trước là một chiến thần mà cả ma yêu quỷ quái đều khiếp sợ. Thân phận này hoàn toàn đối lập với nam chính. Ngoài thân phận này, nữ chính còn là ma sát tinh, đó cũng là một điểm rất đáng xem ở phần sau này. Những điều mà nam chính Tư Phượng phải chịu đựng thật sự thảm thương hơn rất nhiều so với Húc Phượng. Chẳng trách khán giả lại thích Lưu Ly Mỹ Nhân Sát như vậy. Chúng mình là Hóng Phim, các bạn đừng quên like cũng như subscribe kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hay và thú vị nhất được cập nhật mỗi ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!